Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X News ngày 22 tháng 6. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ Google. Khi mặc dù chưa được ra mắt nhưng chúng ta đã có những thông tin về dịch vụ chia sẻ tệp giữa các thiết bị của Google có thể hoạt động với các máy tính chạy Windows, macOS, Linux hay thậm chí là cả Chrome OS. Theo đó thì tính năng chia sẻ tệp của Google ban đầu sẽ có tên là chia sẻ nhanh hay còn được gọi là Fast Share. Nhưng thời gian gần đây thì chúng ta đã có những thông tin cho rằng tính năng này sẽ thay đổi tên thành chia sẻ lần và còn được gọi là Nearby Share. Theo đó thì Google sẽ hỗ trợ tính năng chia sẻ tệp nhanh này cho tất cả các thiết bị được cài đặt Google Chrome. Hiện nay dịch vụ này vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa được Google xác nhận ngày ra mắt. Tuy nhiên với việc có thể hỗ trợ nhiều thiết bị khác nhau thì đây quả thật là một tính năng hữu ích mà Google mang đến cho người dùng. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ Realme. Thì trang Facebook chính thức của Realme Malaysia hôm nay đã đăng tải một hình ảnh với dòng chữ chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị con chip MediaTek Helio G35 giúp chơi game mượt hơn. Tuy nhiên thì bài đăng này lại không nói rõ chính xác tên thiết bị sử dụng con chip này. Tuy nhiên thì theo một số cơ quan báo chí ở Malaysia thì Realme đã gửi cho họ hình ảnh mặt sau của chiếc máy này và hiện nay vẫn chưa có thông tin về ngày ra mắt chính thức của chiếc máy đó. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta đã có những thông tin cho rằng đây là chiếc Realme C11. Theo một số dự đoán của các chuyên gia thì chiếc máy này sẽ có 2 hoặc 3 camera ở mặt sau, màn hình với độ phân giải HD cộng và sử dụng viên pin với dung lượng cao. Kết hợp với đấy chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm. Khi được bán ra thì có khả năng chiếc Realme C11 sẽ được chạy trên giao diện Realme UI trên nền tảng hệ điều hành Android 10. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ Xiaomi. Khi thương hiệu này đã đưa ra thông báo trên diễn đàn Mi Community xác nhận việc tạm ngừng phát hành và triển khai bản cập nhật MIUI 12 cho các thiết bị Xiaomi và Redmi. Đáng chú ý hơn là trường hợp lần này không phải là do lỗi hệ điều hành Android hay bất cứ lỗ hổng nào liên quan đến MIUI 12, và đơn giản chỉ là quá trình phát triển MIUI 12 bị trùng với ngày tổ chức lễ hội thuyền rồng của Trung Quốc rơi vào ngày 25 tháng 6. Theo đó thì Xiaomi sẽ ngừng phát triển MIUI 12 từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Và Xiaomi gần đây cũng đã tung ra bản cập nhật MIUI 12 phiên bản 6.15 cho các nhà phát triển và một số bộ phận người dùng. Sau một thời gian cập nhật thì diễn đàn Xiaomi đã đầy rẫy những lời phàn nàn về lỗi loa ngoài có âm lượng nhỏ hơn trước. Và Xiaomi đã nhanh chóng tìm ra và giải quyết vấn đề. Các kỹ sư xây dựng MIUI đã liên lạc với người khiếu nại và thậm chí trả tiền cho người dùng để có một buổi gặp mặt, sau đó đem ra so sánh mức âm lượng giữa các điện thoại chạy phiên bản 6.15 và các phiên bản cũ. Kết quả cho thấy mức âm lượng đầu ra là như nhau. Tiếp theo trong bản tin hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Huawei. Khi tiếp nối thành công của App Gallery và Phone Clone thì Huawei mới đây vừa cho ra mắt công nghệ tìm kiếm Petal Search, giúp cho người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và cài đặt các ứng dụng thông qua các sản phẩm của hãng. Theo Huawei thì Petal Search là công cụ mới nhất cho phép người dùng tìm kiếm và tải nhanh tất cả các ứng dụng chỉ sau một cú chạm. Sau khi cài đặt ứng dụng Petal Search thì người dùng có thể dễ dàng thêm các tiện ích, tìm kiếm ứng dụng vào màn hình chính của điện thoại một cách đơn giản và nhanh chóng. Đây là lối tắt nhanh và tiện lợi nhất đưa hàng triệu người dùng đến với Huawei. Được biết thì hàng trăm ứng dụng mới được cập nhật và thêm vào App Gallery mỗi tuần. Và hiện tại công cụ tìm kiếm Petal Search sẽ hỗ trợ 40 ngôn ngữ, đã có mặt tại 45 quốc gia và các khu vực và sẽ còn cập bến tới nhiều quốc gia khác nữa trong tương lai. Và người dùng Huawei hiện tại có thể tải Petal Search một cách đơn giản từ App Gallery bằng cách tìm từ khóa Petal Search. Và cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin tới từ Realme, khi chúng ta đã có những thông tin về hiệu năng của chiếc Realme X3 trên nền tảng Geekbench. Theo đó thì trên nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench thì Realme X3 đã xuất hiện với tên RMX2085 và máy sẽ trang bị con chip Snapdragon 855 Plus đi kèm với 12GB và được chạy trên hệ điều hành Android 10. Kết quả cho thấy Realme X3 đã đạt được 2.307 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 8.216 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Và Realme gần đây cũng đã công bố ngày phát hành chiếc Realme X3 và Realme X3 Super Zoom tại thị trường Ấn Độ. Công ty Trung Quốc sẽ tổ chức một sự kiện truyền thông vào ngày 25 tháng 6 để giới thiệu chiếc điện thoại này cũng như là chiếc tai nghe Realme Buds Q. Vậy là thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin X News ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.